Sau vụ máy bay MH17 làm trầm trọng thêm tình hình ở Ukraine, các nước châu Âu đã lên tiếng đòi gia tăng cấm vận Nga. Câu hỏi đặt ra là quy mô của các biện pháp trừng phạt sẽ lớn đến đâu và có tác động như thế nào đến kinh tế của châu Âu. Sau thảm họa MH17 giao tranh ở miền đông Ukraine vẫn không dừng lại, lãnh đạo các nước Anh, Đức và Pháp cho biết đã sẵn sàng cấm vận Nga. Cuộc họp vào hôm 22 tháng 7 giữa các ngoại trưởng châu Âu sẽ đưa ra kết quả cuối cùng về khả năng cấm vận các chuyên gia dự đoán đây sẽ là một vòng cấm vận quy mô cực lớn vòng cấm vận thứ ba sẽ tác động tới toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng và tài chính nga liên đới tới cả nền kinh tế mỹ đã khẳng định các biện pháp trừng phạt chắc chắn giờ đến lượt eu lên tiếng tổng thống nga ông vladimir putin cho biết nga cam kết sẽ chấm dứt khủng hoảng nhưng vụ máy bay rơi đã khiến công luận quốc tế phân nộ đòi tiến trình chấm dứt khủng hoảng đó phải diễn ra nhanh chóng hơn nếu cấm vận nga được thực thi cú sốc lớn sẽ không chỉ đến với nền kinh tế nga mà còn ảnh hưởng tới kinh tế eu bởi Nga là nguồn cung năng lượng lớn nhất của EU. Nó đã thực sự ảnh hưởng đến kinh tế Nga. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Nga đã bị ảnh hưởng. Chúng ta phải giải quyết chuyện này và trả lại một môi trường kinh tế ổn định. EU trừng phạt Nga thì Nga cũng sẽ đáp trả. Tôi hy vọng chúng ta có thể tránh được chuyện này từ cả hai phía. Cần phải giải quyết bằng ngoại giao và cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Bất chấp tác động kinh tế, lãnh đạo các nước châu Âu vẫn muốn giữ vững tư thế. Phía Anh cho biết đã sẵn sàng cho một cú sốc tài chính để buộc Nga phải trả giá cho việc chậm trễ thực hiện cam kết của mình.